Củ này em biết nhà nào đẳng cấp luôn, toàn đồ ăn ngon. Đấy. Quán nướng nhà Khánh Nhà Cai này. Ai ở Bắc Linh đến nhá. Khánh cho Thiện Phát vào giỏng đi, thằng ấy là con cháu không đủ tuổi. So kèo vậy, so kèo từ nhà Hải Phòng như nhà thằng Thiện Phát là con tuổi. Thiện Phát là tuổi con cháu, sao đủ tuổi nói chuyện. Uy tín luôn. Nhiều phết toàn đồ ăn ngon mà. Hai Bắc Linh qua nhá. Đây cứ qua gặp anh quản lý lập mấy anh Nguyễn Tuấn Hải. Anh quá ok luôn à. Ok gì đâu. Qua bố mày dẹp quán, mày qua đây. Qua đây dẹp đi. Mày mày cứ trêu làm cái gì, ai tìm ai trên nối vắng. Theo cái link này yếu rồi. Quế Võ Bắc Linh qua được không? Qua luôn, Quế Võ đây gần mà. Đây trên thành phố Bắc Linh mà. Quế Võ qua một đoạn, mấy cây. Quán ngon chưa? Quán nướng, nướng Sapa. Lướng Sapa, lướng Trung Quốc đầy đủ. Em chúc em Khánh làm ăn kiểu nhà may mắn luôn anh. Anh không chúc vẫn may mắn mà. Em cảm ơn anh nhá. Kết ông chủ ơi. Đây. Kết ông chủ. À, hôm nay ngày nế nhỉ? Anh em hôm nay ngày nế nhỉ? Hôm nay là mồng mấy tháng 9 rồi? Bùi Văn Diệm. Bùi Văn Diệm giờ này về quê chưa em ạ? Thuận. Thuận đây. Bùi Diệm về quê chưa em? Với lại đấy. Đi học à?